Chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh nấu ăn của mình. Ngày hôm nay thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ các bạn và các anh chị thêm một món ăn nữa. Nay mình sẽ làm món gỏi lỗ tai heo với bắp chuối nha các bạn. Thì để làm cái món gỏi lỗ tai heo, trước hết ở đây mình sử dụng một lỗ tai. Nếu các bạn nào thích gia đình có đông thành viên thì mình sử dụng 2-3 cái ha. Thì ngoài hỗ trợ lỗ tai heo ra thì ở đây mình sử dụng thêm là cái bắp chuối, củ cải. Thì bắp chuối này thì ăn rất tốt nha các bạn. Thì nếu mà được bắp chuối ở nhà không phân thuốc thì mình sẽ cái bắp chuối này rất là tốt, có lợi cho sức khỏe. Ngoài bắp chuối ra thì mình ở đây mình để sử dụng cái nguyên liệu mình làm rổ ngày hôm nay thì rất đơn giản. Hạnh, đường, tương xí muội. Nếu các bạn không có tương xí muội thì mình có thể là mình giả ra, giả tọc ớt với hạt củ hành đó, mình giả ra mình dắt tới nước để mình làm cái tương xí muội cũng được luôn nha các bạn. Thì trước hết thì ở đây thì mình sẽ bắt đầu là mình đi luộc lỗ tai heo. Lỗ tai heo luộc, để cho lỗ tai heo luộc được trắng và ngon thì các bạn sẽ cho ở đây là khoảng là 2 muỗng cà phê giấm, cũng tùy theo nước mình sử dụng là khoảng chừng 600ml nước. Thì mình sử dụng là 2 muỗng. Nếu các bạn sử dụng mà lỗ tai heo này nhiều á thì mình sử dụng thêm giấm nha. Giấm nó sẽ làm cái lỗ tai heo khi mình luộc xong nó được trắng. Và trong nồi nước này thì mình sẽ sử dụng thêm là củ hành tím, hành trắng hoặc là gừng gì cũng được để cho lỗ tai heo được thơm ha. Đây mình sẽ cho giấm vào. Và khi mình luộc mình sẽ cho một ít muối vào trong đây luôn. Và trong thời gian luộc lỗ tai heo thì mình muốn để lỗ tai heo nó giòn và ngon thì mình sẽ sử dụng một thau nước đá. Khi luộc lỗ tai heo xong mình sẽ bỏ vô trong cái thau nước đó, thau nước đá đó. Thì khi mình làm rỗi thì cái lỗ tai heo nó rất là giòn và nó ngon nha các bạn. Và khi nước ở đây nó đã dần sôi rồi mình sẽ cho cái lỗ tai heo vào mình luộc. Luộc cái lỗ tai heo này khoảng chừng 15 đến 20 phút nha các bạn, tùy theo cái lỗ tai heo nó già hay là nó non, và nó dày hay là nó mỏng nữa ha. Trong thời gian mình chờ đợi mình luộc cái lỗ tai heo thì ở đây mình sẽ sắc bắp chuối và mình làm cái nước gỏi luôn nha. Thì có nhiều video, những video trước á mình có chia sẻ với các bạn là cách mình pha nước gỏi để mình làm cho cái món gỏi á, nước pha nước trộn gỏi. Thì bây giờ mình cũng làm sơ lược qua thôi ha. Nếu các bạn nào mà chúng ta muốn xem thì mình xem lại những video trước của mình nha. Rồi mình sẽ nặn chanh và hạnh vào trong cái thau nước để mình sắc cái bắp chuối cho nó được trắng. Và khi sắc bắp chuối xong rồi, khi nào trộn rỗi rồi mình hãy vớt cái bắp chuối ra nha. Mình vớt ra trước là nó bị thâm đen á, nó không có đẹp. Phần bông chuối nó già đó thì mình sẽ tách ra mình bỏ cái bông chuối rồi mình lấy cái phần chuối này nha. Rồi ở đây để cho cái lỗ tai heo nó được thấm và nó ngon hơn thì mình sẽ cho vào tô giấm đường.
giấm đường này mình đã thắm và để nguội rồi nè các bạn. Còn nếu không, các bạn không thắm thì mình để cái giấm mà mình cho đường vô, cho tí xíu muối hột vô, đừng cho muối bọt nha, muối hột thì cái lỗ tai heo nó sẽ giòn hơn. Rồi mình ngâm ở đây khoảng chừng nửa tiếng, hoặc là các bạn có thể làm trước, mình để trong cái ngăn mát của tủ lạnh rồi qua ngày sau rồi mình hãy làm rỗi, nó càng ngon hơn. Mình ngâm như thế này, thứ nhất là cái lỗ tai heo nó thấm, thứ hai nữa là cái chất nhờn trong lỗ tai heo á nó sẽ bớt đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái nước gỏi nha. Như mình nói ban đầu, nước gỏi thì mình sẽ cho 2 muỗng. Tùy theo cái mình làm số lượng gỏi nhiều hay ít. Ở đây thì mình sẽ làm cái bắp chuối này khoảng chừng 1 ký mấy à. Ký mấy rồi mình khi mình chưa có cân cái bắp á. Mình đây mình cho 2 muỗng canh ha, 2 muỗng cơm nước hạnh, 2 muỗng cơm nước đường, 3 muỗng đường nha các bạn. Thì lúc nào làm gỏi cũng phải có vị ngọt và vị chua. Mà vị ngọt nó sẽ nhiều hơn vị chua. Ở đây thì mình sẽ cho trước 1 muỗng cà phê muối. Nếu các bạn thích nước mắm thì mình thay cái muối bằng nước mắm cũng được luôn nha. Tương xí muội. Ở đây mình sẽ cho 1 muỗng cà phê lớn tương xí muội. Vì tương xí muội này nó có độ mặn rồi nên mình sẽ cho ít muối, mình sẽ nêm từ từ thôi. Nếu các bạn ăn cay thì mình sẽ bầm ớt vào trong đây thêm. Quậy cho đường nó tan ra luôn. Đây thì mình sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê đường nữa. Mình thích cái độ ngọt nhiều thì mình sẽ cho đường vô thêm. Tại vì cái độ chua ở trong giấm mình nãy có rồi nên mình sẽ cho tăng cái lỗ đường lên nha. Ở đây mình cho là 4 đến 5 muỗng đường nha. Muỗng cơm đường á. Đối với cái món gỏi này thì các bạn nêm nó chua chua, nó ngọt ngọt, và còn một tí xíu nó có độ mặn là được rồi ha. Mà độ chua với độ ngọt thì nó sẽ nhiều hơn. Rồi nếu mình nêm nó chua chua, nó ngọt ngọt là được rồi ha các bạn. Rồi đối với cái món lá chuối này, khi mình vớt ra mình không có xả lại nước lạnh nha. Mình xả lại nước lạnh là nó mất độ chua, là nó sẽ bị đen liền. Nên mình ở đây là nước hạnh mình đã làm sạch rồi, không cần là mình xả lại. Rồi mình sẽ bỏ vô, mình vớt ra rổ, mình để ráo thôi, không xả lại nước lạnh nha các bạn. Xả lại là nó đen liền, cái món gỏi của mình nó không ngon. Rồi cái phần bắp chuối là mình đã vớt ra, mình để ráo rồi nè. Thì bắt đầu là cái phần lỗ tai heo này mình sẽ xả nước ra, mình để cho ráo luôn. Mình xả cái nước giấm đường hồi nãy mình ngâm nè, thì mình xả cho nó ráo nước luôn nha. Ở đây mình sẽ cho một ít, nếu các bạn thích cái ớt, củ cải hay là cái bắp cải hay là cái gì á, mình cho thêm vô để mình tạo cho cái món gỏi của mình nó được đẹp á, thì các bạn cho vào ha. Cái phần này các bạn thích cái dưa leo, mình cũng có thể cho dưa leo vào luôn trong đây. Đây thì mình sẽ cho một ít cái rau răm. Mình sử dụng cái rau răm. Còn nếu các bạn
không thích cho găm thì mình có thể là mình sử dụng cho quế vào, lá quế hoặc ngò rí. Nếu các bạn nào thích nữa thì ngon, thì muốn ngon muốn béo nữa thì mình sẽ cho đậu phộng và cái hành cháy vào trong đây. Sau đó thì mình bắt đầu mình rối cái nước sốt lên luôn ha. Khi nào ăn thì mình sẽ trộn nha, tại cái gia vị này mình đã làm sẵn rồi. Thì mình sẽ có đám tiệc hay là cái gì đó thì mình sẽ trộn vào sau. Trộn trước khoảng chừng 5-10 phút thôi, mình trộn chưa lâu quá, khoảng trước là 1 tiếng là gì mình để ngoài nó dễ bị chua. Cái thứ hai nữa, cái nó màu sắc nó không có được đẹp. Cái này thì các bạn nếu mà các bạn làm thì mình sẽ làm từ từ mình nêm ha, còn như mình ở đây thì mình làm quen rồi cái mình cho vào luôn. Thường hay trộn đám tiệc người ta trộn từ phần, người ta không có trộn luôn một lần. Khi nào đãi bàn nào thì mình sẽ trộn theo cái khẩu phần ở đó chứ không có trộn hết luôn. Này mình ăn liền nên mình là sẽ trộn liền luôn ha. Trộn lên nhẹ nhẹ thôi, không cần bóp đâu, bóp nó sẽ dập nát hết, nó không có ngon. Mình sẽ thử miếng gỏi này, thử coi nó vừa ăn chưa ha. Gỏi của mình ở đây vừa ăn rồi nè các bạn. Thì mình sẽ múc ra tấm dĩa nha, mình ra dĩa luôn. Rồi nè các bạn, như thế là mình đã làm xong cái món gỏi lỗ tai heo bắp chuối ngày hôm nay rồi các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và các anh chị. Hẹn gặp lại các bạn, các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào.